Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Bạn thấy con bổi này như thế nào các bạn? Đó. Đây là một con bổi đồng pha. Con này thì mình thấy nó hoàn hảo hết toàn diện rồi các bạn. Ngay cả về cái nước chơi và cái ngoại hình luôn nha. Trời ơi. Mình có gợi ý chia cho ông anh ông chơi nhưng mà ông không chơi, ông chơi thì thôi, mình giữ lại mình chơi. Đây. Con này là con đồng đồng pha. Mình nhớ cái lúc mà nó gù, mình nhìn thấy cái dân cườm của nó khủng khiếp. Lúc nó bình thường thì nó sẽ như thế này. Thì đối với chim các bạn thì nó đẹp, nó là một cái ưu điểm rất là tốt. Đó. Có những con nó đẹp mà nó chơi lại cũng bình thường, mà có những con nó bình thường mà nó lại chơi đẹp. Đó. Cái dòng này nó lộn xộn lắm nha, chứ không phải là đẹp mà lại chơi hay đâu. Đó. Có những con mình bán rất là đẹp nhưng mình bán cũng rất là rẻ, tại vì mình thấy được cái nước chơi của nó cũng không có hay. Có những con nó vừa đẹp mà nó lại hay nữa, thì những con đó nó mới đáng cái đồng tiền nha các bạn. Thì mình chia sẻ với các bạn cách nuôi chim bổi lên nhanh. Thì hiện tại thì con này là con bổi, sắp tới thì mình sẽ nuôi nó lên cho các bạn xem này. Mình nuôi nhanh lắm, trong vòng 2 tháng là chim nó đã gáy, nó đã gù rồi. 2 tháng đó các bạn. Trước hết là các bạn chú ý về cái phần ăn uống nha. Đây, mình thì mình cho ăn uống thì trước hết là cho nó ăn uống để mình theo dõi thử nó thích ăn cái gì trước đã. Ví dụ như nó thích ăn ngũ cốc hay ăn lúa. Nó ăn xong cái giai đoạn này là mình biết được nó hiểu nay thích ăn cái gì rồi, là ví dụ như nó thích ăn ngũ cốc thì mình bỏ lúa luôn. Mình cho nó ăn ngũ cốc. Mình sẽ cho nó ăn ngũ cốc nha, mình bỏ lúa. Cho ngũ cốc mình sẽ chế 2 hũ ngũ cốc vô trong đây. Thì lúc nào con chim nó ăn nó cũng mập hết, cho nó giữ cái phong độ, nó đừng để nó tuột. Ví dụ như bạn cho thường là bạn cho nó ăn lúa và ngũ cốc chung với nhau. Một khi nó ăn hết ngũ cốc rồi nó ăn lúa thì lúc đó con chim nó sẽ tuột. Nó sẽ tuột thì chúng ta nuôi nó cầm chừng con chim nó rau lâu lên lắm. Còn các bạn lúc nào bạn chú ý đến phần nước đầy đủ, ngũ cốc đầy đủ hết. Thêm khoáng cho nó nữa. Đó, khoáng thì mình cũng có 2 3 loại cho ăn lận. Thì mình cứ chăm sóc nó như vậy, tức nghĩa là lúc nào cơ thể nó cũng đang đầy đủ hết đấy, nuôi nó nhanh lên lắm. Cộng với cái môi trường mình treo nó, nếu như mình có vườn cây mình treo á, là chim mình là mình treo vườn cây rồi nữa là nhanh lắm. Nếu mà nói thì nuôi cho nó gù để nó gáy nó gù thì nó cực kỳ nhanh, nhưng mà từ cái gáy gù đó để mà lên đến con mồi nghe, cái giai đoạn đó nhiều khi có bạn nuôi đến vài năm đó, nó không lên đấy, nó cứ trững trững cái giai đoạn mà gọi là bổi nổi mà lên mồi, ưng gáy ưng gù mà nó không có căng tới mức ấy. Tại vì cái đó là đa số là nuôi chưa đủ lực, là giống như là có bữa đói bữa no đấy, nên các bạn chú ý phần ăn của nó cho đầy đủ, lúc nào cũng đầy đủ hết, chứ đừng có để mà bữa đói bữa no là nó sình sình con chim đó, nó tuột con chim. Mình lười cho ăn nên là mình nuôi là cái hũ nước này là mình canh rồi 7 ngày là mình thay một lần, còn cái thức ăn này thì không có hết. Mỗi lần mình thay nước là lúc nào cũng còn thức ăn hết á, nên là thức ăn này 2 hũ này nó ăn tới 10 ngày lận. Nên là
mình ví dụ như mình muốn con nào nó lên á, chắc chắn mình sẽ cố gắng mình nuôi cho nó lên gáy gù ạ. Là mình sẽ chăm chú kỹ lắm, mình loại bỏ hết lúa, mình không có cho ăn lúa như thế này nữa đâu. Đây là con bụi mới nên là mình sẽ cho nó ăn cho nó quen đã, rồi từ từ là mình sẽ thúc đẩy cho nó căng lên. Thì trung bình mình nuôi nó lên tới cái giai đoạn nó chơi được thì cũng tầm, nếu như mình nuôi thì chăm chú mà thực sự mình nuôi chú ý kỹ càng thì nó từ 1 năm đến 2 năm mà là lên mồi. Còn nếu như những con nào mình sơ sài, mình hay nuôi theo kiểu không có chăm chú nó đấy thì nó lâu lắm, nó lên sình lắm, nhất là cái giai đoạn mà nuôi lên bổ nổi rồi, bổ nổi mà nuôi lên mồi nó lâu lắm. Giai đoạn đó nếu mà không chú ý thì nó cứ lên xuống là liên tục, mà nó khó lên con chim lắm. Thì cái đó là những gì mà mình cũng am hiểu, mình cũng chia sẻ cho các bạn nuôi như vậy. Với lại một cái vấn đề nữa là treo nha, vấn đề là bạn treo con chim, mình thấy cái đèn lát này, mình treo con chim như thế nào mà nó thoáng mát, cao ráo, cây cối rồi đầy, có cây có cối nữa thì nó sẽ lên nhanh lắm nha. Còn mình ở đây thì mình treo, đây là mình treo cầm chừng thôi, đối với những con bối mình cầm chừng thôi. Còn những con nào mà đã, mình sẽ nhìn mình thấy và mình hiểu biết được là nó sẽ lên thì mình sẽ đem qua ngoài vườn mình treo đó. Thì nó sẽ nhanh lên lắm. Chim thì cũng có đủ dạng hết, rẻ có những con cao tiền có, chứ không phải là con nào cũng rẻ hết mà con nào cũng cao hết đó. Thì nó cũng đủ dạng hết mà. Ơi, tối nay mình chia sẻ với các bạn xíu đó nha. Bây giờ mình sẽ đem chim đi cắt. Đồng thời mình sẽ đi dọn cho mấy con chim mình đang ăn nữa. Nói chung là mình cái đây cái niềm vui của mình các bạn. Tối lại là phải lục tịch cho nó ăn từng con, chăm sóc nó, mình cảm thấy mình rất là vui nha. Không có chim này chắc mình cũng không biết cái môn gì mình chơi nữa, tại vì hồi xưa đến giờ mình chơi một cái môn này thôi à. Nên bây giờ cứ tối lại mà được dọn dẹp, được ngắm chim, mình ngắm rất là kỹ nha, từng cái chân, từng cái miệng, từng mọi thứ hết. Nói chung là mình ngắm rất là kỹ chim, con nào như thế nào, tính nó như thế nào. Con đây thì nếu như mình chăm sóc nó kỹ càng thì trong năm sau thì nó sẽ lên liền các bạn. Năm sau và nó sẽ gáy gù tốt. Rồi, thôi mình xin dừng video nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp mấy con chim mình tí đã nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha.